Trân trọng kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Toang là từ chưa đủ để thể hiện tình trạng Sài Gòn lúc này. Tác giả Phạm Minh Vũ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Có vẻ dùng từ toang thôi vẫn chưa thể hiện hết mức độ nghiêm trọng của làn sóng dịch bệnh lần thứ tư này. Sài Gòn sẽ bị phong tỏa ở mức độ toàn diện chợ truyền thống sẽ bị dẹp xe ôm công nghệ hay xe ôm truyền thống bán hàng mang đi sẽ bị dừng hoạt động điều lo lắng hơn dừng hoạt động bán vé số số người chiếm rất nhiều ở sài gòn cũng đang tranh vênh vì sẽ là những chuỗi ngày dài sắp tới không biết sống chết ra sao đây là làn sóng lần thứ tư ở việt nam mà dịch bệnh diễn ra ở mức độ quá phức tạp và nghiêm trọng tất nhiên để xảy ra lần mức độ nghiêm trọng đến thế, lỗi thuộc về nhà cầm quyền vì đã ngạo nghễ tự hào là quốc gia chống dịch giỏi, vô tư tổ chức cho dân đi bầu cử, đi làm căn cước và xa hơn là ăn chơi ngày 30 tháng 4. Những dấu mốc đầy ngạo nghễ ấy đã làm cho Sài Gòn trở nên điêu đứng tê liệt vào hôm nay. Và tất nhiên, còn bùng phát mạnh hơn khi họ sẽ cố gắng tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông trung học hai hôm nay trong khi cả nhân loại đang nhẹ nhàng lướt qua những đợt dịch lần trước châu âu mỹ các quốc gia trong châu á đang lướt nhẹ nhàng thì việt nam gần như trải qua cơn hoảng loạn xin nhắc lại những lần trước thì cả thế giới vẫn bình tĩnh vượt qua còn việt nam đã trải qua ba lần nhưng chỉ biết ngạo nghễ tự hào chứ không hề có rút kinh nghiệm và lần này là lần thứ tư cách chống dịch ngày càng rối rắm và thể hiện quá yếu kém về mặt chuyên môn ngay khi châu âu diễn ra bóng đá euro chật kín người xem thì việt nam gần như mất kiểm soát tại sao việt nam lại hoảng loạn và cách chống dịch của nhà cầm quyền việt nam vừa qua cho thấy họ không những không chống mà chính sự quản trị yếu kém của họ đã đẩy dịch bệnh trở lại việt nam ở mức độ nghiêm trọng vô cùng trong khi thế giới người ta đã tự do đi du lịch thì Việt Nam phải đi từ tỉnh này qua tỉnh khác cũng cần phải có hộ chiếu giá trị chỉ trong 3 ngày. Việc dựng lên hộ chiếu để đi lại trong nước đã không những không hạn chế được dịch bệnh mà nó còn vô tình tập trung đông người, dễ làm dịch bệnh phát tán ở mức độ nhanh hơn và rộng hơn. Đó là cái yếu kém thứ nhất. Thay vì hướng dẫn dân đi mua hàng hóa ở chợ truyền thống một cách khoa học thì lại cấm chợ để lùa dân vào siêu thị kín mít họ chen chúc nhau, gây dịch bệnh và dễ lây hơn và đã đẩy hàng hóa tăng gấp 3 gấp 4 lần như bằng cách lập bốt virus không chống được dịch mà làm dịch dễ phát tán nhờ gây đời sống nhân dân ngày càng cực khổ hơn thay vì mua giá rẻ bị dồn vào siêu thị để mua giá cắt cổ đó là cái yếu kém thứ hai trong khi phong tỏa những người nghèo vô gia cư bán vé số nhặt chai ve để kiếm sống lâu nay giữa sài gòn phong tỏa 15 ngày và bắt họ lên TV để nhận hỗ trợ, thì họ cầm chắc cái chết. Chưa kể, họ còn chút tiền tích lũy lâu nay cũng không đủ để chen vào siêu thị mua một bó rau vì giá quá đắt. Cả thế giới nhẹ nhàng lướt qua dịch bệnh là thế, vì khi chính phủ họ ra lệnh phong tỏa, thì việc đầu tiên họ nghĩ làm sao để bắn tiền hỗ trợ và tài khoản cho dân nhanh nhất, làm sao để hạ hết tất cả các giá thành hàng hóa xuống mức thấp nhất, để cho ai cũng có thể tiếp cận được, không để cho kẻ xấu đầu cơ đẩy giá lên. Còn chính phủ Việt Nam, mặc kệ giá cả leo thang ra sao, mặc kệ dân khổ sở vì tờ giấy hộ chiếu giá trị 3 ngày như thế nào. Ngồi trong phòng lạnh để ra quyết định mà dân chết, kệ dân. Còn quan chức thì tha hồ vơ vét khi mà bán cái test, tha hồ chia nhau với bọn siêu thị đầu cơ hàng hóa bán giá cắt cổ dân tha hồ ăn chia với khu cách ly, chưa kể có lời trong cả việc bán vaccine. Cả tháng qua, dân nghèo Sài Gòn đã bỏ hết ra đường để ăn xin, giờ đã kiệt sức rồi, không đủ sức bò thì họ sống sao? Lại có cả chuyện Huế không nhận người dân từ Sài Gòn mà đẩy sang địa phương bên cạnh. Thế giới người ta đi ầm ầm, còn Việt Nam trước đây hoanh hoang ngạo nghễ lắm, giờ đây sao lại đẩy đuổi chính người đồng hương của họ về như thế? người ta cho dân tự cách ly ở nhà, đây không nhận người dân mình luôn. Người ta không trở về thì người ta sống làm sao? Chính phủ bắt dân ở nhà còn lấy gì để ăn và tiền ở đâu để trả tiền trọ và tiền điện thì sao chính phủ không nói? Lỗi no không tên, nỗi no vì sự sống và cái chết với họ rất mong manh. ranh giới giữa sự sống và cái chết có khi chậm một bước chân khi người phát cơm thiện nguyện đi ngang qua. Đôi khi, một trận mưa kèm với cơn gió lạnh cũng đã làm họ sống không bằng chết. Dân toang, nhưng quan có toang không? Không, vẫn ung dung, ngạo nghễ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài viết của tác giả Phạm Minh Vũ. Toang là từ chưa đủ để thể hiện tình trạng lúc này của Sài Gòn. Đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau